Tôi nghe nói Trường Sa bị mất rồi. Đấy, cái người tham dự trong tổng lãnh sự mà còn nói như vậy, hà húi gì những người ngoài. Tôi bảo không anh, tôi là người đi. Ông bảo hình như là mấy cái đảo con vòng vòng ở gần đó là mình nhận là của mình. Mà không anh, tụi tôi đậu bên này, tôi nhìn qua cái sông Tử Đông của Philippines, chúng tôi đậu bên này của Colin, tôi nhìn qua bên kia của Gạc Ma. Và tôi hứa danh dự với anh rằng á, nếu anh chứng minh cho tôi được là biển đảo đã mất, tôi xin chết ngay tại chỗ này. Nếu bất cứ một người nào trong cộng đồng chứng minh rằng tất cả các đảo mà chúng ta có, mình có tất cả là 9 đảo nổi và 12 đảo chìm, tổng cộng 21 đảo. Và tôi đã đi hết. Tôi đã ôm các anh chiến sĩ hải quân và chúng tôi đã khóc. Thì không thể nào mà cái là những cái đảo đó mà ấy được. Đoàn Trọng xin lỗi thôi. Tại vì Đoàn Trọng là người mà hồi đó phỏng vấn Việt Weekly với lại Phố Bôn Sa TV, nói rằng đây là có phải là dàn dựng không. Nhà nước Việt Nam đưa một cái đảo xong rồi cái ra mình đóng phim. Achatara với lại Vũ Hoàng Lân với tất cả mọi người. Hôm đó tôi không lên, bởi tôi biết Đoàn Trọng sẽ nói cái gì. Tôi trả lời với lại Nguyễn Quang Trường với lại Vũ Hoàng Lân. Anh biết Đoàn Trọng sẽ nói cái gì, thành ra anh không lên. Và bây giờ thì Đoàn Trọng xác nhận chương trình đó đúng, có. Qua những cái video chúng tôi làm, Đoàn Trọng nói một câu rằng này, bất cứ một cái video nào trên YouTube, nói thật với anh Hùng, tôi không tin. Nhưng mà video của KBG hải ngoại, tôi tin 100%. Đấy, Đoàn Trọng nói như vậy. Và báo Người Việt gửi tặng cho Quân Xuân. Mặc dù chúng tôi không ưa nhau, nhưng mà cái tình cảm đối với nhau chúng ta nên. Ở Việt Nam mình có cái tục lệ nhà báo này làm báo Xuân tặng cho nhà báo khác. Và KBG hải ngoại vẫn nhận được từ xưa nay. Nhưng mà từ ngày mà chúng tôi đi về Việt Nam thì chúng tôi mất hết. Trừ tờ Người Việt vẫn giữ nguyên cái tư cách của một cái đại gia làm báo, một bắt đầu làm báo tại hải ngoại. Năm nào mùa xuân cũng tặng cho một cuốn. Bây giờ những người nào báo cáo Nguyễn Phương Hùng, báo cáo cái Facebook Nguyễn Phương Hùng, tôi nghĩ rằng các bạn đó nên sám hối. Các bạn sắp sửa Tết rồi, quỳ lại cái tổ tiên nhà mình thành hoàng thánh tổ của các bạn. Con xin lỗi, con đã làm một cái điều sai lầm. Con yêu nước, nhưng mà con đang chửi nước. Con yêu nước, mà con đang phá những cái kế hoạch của nhà nước Việt Nam.